Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một cái tựa game như một cái làn gió mới ở trong tất vô vàn những cái tựa game mà mình đã từng giới thiệu cho anh em cũng như là các cái tựa game mà ra mắt ở Việt Nam thời gian gần đây. Đây là một làn gió cực kỳ mới và chúng ta sẽ thử vào xem cái tựa game này nó như thế nào. Tên của tựa game này đó là Thiên Khởi Chi Môn. Đây là một tựa game đã được mua về Việt Nam và sẽ ra mắt chúng ta vào tháng 8 tới. Nghĩa là rất gần tới đây. Bây giờ đã là cuối tháng 7 rồi, tháng 8 là tựa game này ra mắt rồi. Và bây giờ thì mình sẽ cùng vào trải nghiệm luôn để cho chính mình và cho anh em xem tựa game này như thế nào nhá. Wow. Chúng ta có 1 2 3 4 5 6 phái. Lúc mình tìm hiểu thì mình chỉ biết là tựa game này nó 4 phái thôi, nhưng mà ở đây nó có 2 phái mới ra này. Như vậy là phái đầu tiên chúng ta là một phái cầm kiếm, hai thanh kiếm. Phái thứ hai cũng là một phái thần cầm kiếm luôn, nhưng mà là đơn kiếm. Phái thứ ba thế nào? Là một phái cầm quạt. Phái thứ tư là phái cầm cung. Cái phái mới này đẹp này. Cái phái mới này là cầm hai thanh đao, nhưng mà hai thanh đao này nó lại là được nối bởi một dây xích. Và mình thấy nó còn vừa rồi nó còn biến ra, nghĩa là nó biến ra nhiều cái ảo ảnh của nó ấy. Rất là đẹp. Mình nghĩ cái phái mới này thì bản Việt Nam lúc đầu ra thì mình nghĩ chưa thể có được đâu. Hai cái phái mới này. Đây là phái cuối cùng. Cầm khẩu súng nha anh em. Nhân vật cực kỳ đẹp. Ok, giờ thì mình sẽ đâu nhỉ? Chúng ta sẽ vào game thôi. Sao lại ra lại quay lại rồi? À đây. À, cái phái mới mình không được chọn. Hai cái phái mới này mình không được chọn. Mà nó ghi là cái gì 50 đây này. Không biết là cái gì 50 đây mình mới được vào này. Mình chúng ta chỉ được chọn một trong bốn phái đầu rồi thôi. Thôi thì mình sẽ chọn là một trong bốn phái này. Mình sẽ chọn luôn nhân vật đầu tiên đi. Cầm phong kiếm này đi. Đăng nhập cái tên rồi vào game luôn. Hình như không ghi được chữ C, thôi thành kiếm ma vậy. Nó không đủ ký tự. Mọi người sẽ thấy là tựa game này nó pha lẫn giữa nhiều các cái cốt truyện khác nhau, chứ không phải là thiên về. Mà thôi để mình chơi một lúc đã rồi anh em sẽ tự nhận ra. Ở đây thì anh em sẽ được gia nhập trong hai cái phái gọi là hai phe đấy. Một phe là chiến thần, một phe là ma thần. Thì chiến thần thì anh em sẽ bảo vệ thế giới loài người, sống lại tà ác. Còn ma thần thì anh em sẽ thống nhất cái gọi là nó gọi là cái loại những cái ma quỷ ấy để chống lại thế giới loài người. Đây là hai cái phe mà anh em có thể lựa chọn. Tựa game này theo mình tìm hiểu thì nó có một cái ưu điểm rất lớn mà những tựa game này ở hiện nay ít có được, đó là cái giao dịch tự do. Không biết là về bản Việt Nam như thế nào, nhưng mà game này là có sự giao dịch tự do. Anh em có thể cày đồ này, săn boss này, kiếm đồ này và giao dịch được với người chơi khác.
Thế nếu mà thực sự là như vậy thì nó sẽ là một cái thiên đường cho dân cày. Như anh em thấy là ngoài các cái chiêu như vừa rồi thì mình còn có một cái chiêu tiếp theo nữa, đó là mình biến ra được một cái con rồng, cảm giác như mình hiện nguyên hình là một con rồng trắng ấy, như kiểu cái bản thể của bản thân mình ấy đấy, nhưng mà nó chỉ tồn tại trong vòng bao nhiêu giây thôi, mấy khoảng mình thấy vừa rồi thì gần tầm 5-6 giây thôi, nhưng mà nó làm cho cái sức mạnh của mình tăng đột biến, và cái kỹ năng nó cũng đánh ra một cái kỹ năng thì cũng là rất kinh khủng. Đồ họa của game này khá đẹp. Bây giờ thì mình đang cưỡi một con mãnh thú. Xem nào. Dường như là chúng ta đây. Chúng ta có một con, từ từ mình dừng lại đã. Cái con vừa rồi sao nó không đi theo mình nhỉ? Chúng ta vừa nở làm gì đó, nở ra được một cái con rồng này đây, mọi người có thể thấy con rồng này mang phong cách, nó không phải là rồng của châu Á, nó là rồng của châu Âu. Đây là một cái làn gió mới mà mình nói, nó sẽ pha trộn giữa những nền văn hóa khác nhau ở trong tựa game này, và dường như là cái đồ họa của nó, để mình cho cái nhân vật mình đứng lại đã. Cái đồ họa của nó thì anh em không thể xoay màn hình được nhé. Nhìn thì tưởng là 3D, nghĩa là các cái nhân vật các thứ chúng ta thiết kế hoàn toàn là 3D, nhưng về cái độ góc camera thì chúng ta là 2D, khi mà chúng ta không thể quay được bất cứ một vị trí nào trên dưới trái phải. Mình đã có thêm đây, để mình sẽ đánh bằng tay cho mọi người xem. Đây, chiêu thứ nhất là mình, chiêu thứ hai là mình lao vào một kiếm này. Đấy, chiêu thứ ba, cái chiêu thứ nhất này là mình biến ra hình như con rồng trắng, là cái chiêu thứ nhất này. Đây này. Mọi người có nhìn thấy một con rồng trắng bay ra không? Đây. Mình làm lại cho mọi người xem nhé. Đó, một con rồng trắng cực kỳ đẹp bay ra. Còn đây giờ là chiêu thứ ba này. Chiêu thứ ba còn quá khó nhìn. Bây giờ mình sẽ ấn lại cái chiêu thứ hai cho mọi người nhìn này, là sẽ phi một ba đao ở phía trước này. Đây, đó, tiến về phía trước một kiếm. Còn đây là cái chiêu thứ ba này. Chiêu thứ ba là quay một vòng quật đao xuống chém, nhưng mà nhìn nó không được rõ lắm. Thằng boss này chết rồi, mình chưa kịp ấn đỏ, ấn cái đỏ đỏ bên cạnh. Tí nó hồi mình sẽ ấn cái đỏ đỏ cho mọi người. Đánh con tiểu như ma vương này. Con này là con tiểu như ma vương nhưng nó lại có cái cánh rơi. Đấy, chiêu đẹp không? Chiêu cái con rồng này nhìn đẹp vãi luôn đấy. Đây này. Đây mọi người nhìn lại này. Đó, tạo ra cả một con rồng trắng dập xuống. Đấy. Chúng ta có rất nhiều những cái loại rồng khác nhau ở trong cái tựa game này. Đây, cái đỏ đỏ này nó như nó ghi là không không có mục tiêu thì nó không biến ra được. Tí nữa mình có mục tiêu mình sẽ biến cho anh em xem. Chiêu này đẹp thế, mình cứ thích ấn suốt cái chiêu chiêu thứ nhất này. Đó, biến ra cả một con rồng luôn. Game này thì sẽ do Vina Game phát hành anh em nhé.
Vina game thì anh em khỏi lo rồi, game sống cực dai và tồn tại cực kỳ lâu dài. Rất nhiều tựa game của Vina game như là Thiện Nữ, Tân Thiên Long, Võ Lâm Truyền Kỳ, Chu Tiên, tất cả những tựa game mà đã phát hành từ rất lâu rồi bây giờ vẫn đang tồn tại và có một cộng đồng người chơi cực kỳ trung thành. À, mình còn ấn nhầm sang cái nút ở trên này thì nó hiện ra cái là cái level 41 ấy, thì nó sẽ có cái quái quỷ đấy. Không hiểu nữa. Cái gì vậy? Wow. Wow. Con gì này? Sau này thì anh em sẽ mở ra được những cái tính năng này. Hiện tại nó là cái gì mình cũng chưa biết nữa. À đây này, mình có một con pet. Như mọi người thấy ở trong này chết rồi, nhầm. Sorry anh em. Ở trong này thì mọi người nhìn thấy là cái gì nhỉ? Nó có một con pet ở cái game này, nó thiết kế rất là nhỏ, mình còn không phóng to lên được nữa. Cái game này nó cố định cái góc quay, nó không phóng to, không các thứ được. Đây, cái con pet chính là cái con tiểu ngưu ma vương mà có cánh rơi lúc nãy nó đang bay bay theo mình này, nhưng mà bé quá, rất là khó nhìn. Đây chúng ta, đây là nhân vật của chúng ta này, anh em có thể cường hóa cho nhân vật của mình này. Nó vẫn đang ở phần hướng dẫn nên nó không cho mình ấn cái kia. Đây con thú cưỡi của mình hiện tại đây, anh em có thể nhìn thấy con này là con báo đen. Ngay cái lúc mà nó chạy ra cũng đã gọi là khủng bố rồi. Tầng 2 của nó thì nó sẽ lên được con báo đốm. Chúng ta xem tầng 3 là gì. Tầng 3 nó không mở được. Là nó ghi là anh em phải đạt đến tầng 2 này thì chúng ta mới được xem trước cái tầng 3. Đó. Như vậy là chúng ta không thể xem trước được tầng 3, chúng ta chỉ có thể xem trước được tầng 2 thôi. Còn đây là cái con pet của chúng ta, tại sao chúng ta không xuất ra được nhỉ? Họ có nhân vật nào đánh nhau gì kinh nghiệm bên này ấy. Đây này. Đấy, họ à, cái nhân vật này là cầm cung nhé mọi người. Bạn này bạn cầm cung, mình ra đây mình xem các cái chiêu thức của bên cung thủ này một chút. Đó. Chiêu thức game này cực đẹp luôn. Chiêu rất đẹp. Có cả nó gọi là cái gì nhỉ? Là hàng loạt tên bay từ trên trời xuống ấy. Sao được nhận những cái này thì cứ nhận như thế này. Ui, con cá voi mà có bộ xương khủng bố này. Cái này là cái gì nhỉ? Không phải cá voi mà cá mập. Nhìn sorry, con này con cá mập. Ba cái game mình giới thiệu cho anh em gần đây, anh em để ý thấy là đồ họa của nó đều lung linh cả. Đây. Đây 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 đây. Khi mà mình bấm cái nút đỏ, mình sẽ trở thành như kiểu một chiến thần, chạy cực nhanh với cái tốc độ chạy cực nhanh và cái tốc độ đánh kiếm đánh đao của mình cũng cực kỳ nhanh luôn. Anh em thấy tất cả các chiêu thức của mình đều đẩy tốc độ lên tối đa luôn. Đấy là khi mình đã đánh cái chiêu cái đỏ đỏ bên cạnh cái chiêu thứ nhất này này. Nó xây dựng con boss này khá là đẹp. Đây mọi người nhìn thấy con boss này của nó đẹp, rất là đẹp luôn. Nó y như là trong các cái chuyện mà tiên hiệp anh em đọc ấy. Mình để cho nó auto đánh để mình xem các tính năng khác xem.
Cái này thì chúng ta được nhận này. Ôi lại quay lại đánh thằng này thì kệ. Con này tại sao không xuất được con pet này của mình ra nhỉ? Đấy là đời thứ nhất này. Đời thứ hai này nó sẽ biến thành con này này. Như đời thứ ba mình cũng không xem được. Chúng ta phải lên được đời thứ hai mới xem tiếp được đời thứ ba. Còn đây là đôi cánh của mình này. Chúng ta đang vào trong một cái phó bản. Chứ có cái dòng chữ tàu nó che mất mình. À, có cái chiêu đây đây, cái chiêu này là cái chiêu anh em có thể trượt sang trái, trượt sang phải, trượt lên, trượt xuống nhá. Nó cho mình cái chiêu này, nó cũng không phải kinh công đâu. Nó chỉ trượt thôi. Thường những tựa game khóa góc nhìn như thế này thì nó sẽ không có kinh công đâu anh em. Những tựa game mà full 3D thì nó mới có kinh công. Nhưng có thêm cái trượt này cũng rất là tốt rồi đây này. Anh em có thể trượt liên tục, nó cho mình vừa phép được trượt 2 lần. Và max là 2 lần, và trong đó chúng ta lại tích trữ được một lần là có khi cũng trượt được rồi. Nhưng mà tích trữ 2 lần thì chúng ta sẽ trượt được 2 lần để có thể lúc PK nó sẽ linh động hơn. Wow, đây là hệ thống gọi là không biết con này là thú cưỡi hay là thú nuôi đấy. Mình nghĩ là hay là con quái vật đi cạnh mình nhỉ. Không rõ nữa. Chúng ta cần cái đấy, chúng ta phần để nạp thẻ vào mình mới nhận được. À, đây là cái chế độ này, nó là một cái chế độ rất hay nha mọi người. Đây là chế độ thủy chiến. Anh em sẽ thủy chiến ở trên trên sông để chiếm cứ các những cái hòn đảo. Đấy, đây là cái tựa game nó như một cái làn gió cực kỳ là mới cho mọi người. Nó có rất nhiều những cái tính năng mà khác. Đây, những cái quần đảo này đây. Anh em sẽ chiến đấu để chiếm lĩnh những cái quần đảo này. Đây là cái tính năng thủy chiến của cái game này. Nhiều tính năng hấp dẫn lắm. Mà nó kiểu nó lạ ấy. Nó lạ mà những cái game khác nó chưa có ấy, thì sẽ có trong cái tựa game này. À, việc bản thân là nó sẽ pha lẫn nhiều cái những cái huyền thần, cái gì nhỉ, gọi là thần thoại của các cái châu lục khác nhau vào trong game thì nó đã là một sự khác biệt rồi. Nó có cả rồng châu Á lẫn rồng châu Âu ở trong game. Cái hòm này là gì? Cái hòm này mình được nhận cái quái quỷ gì đây này. Nó phải cho mình. Nó cho mình xem thôi. Nó cho mình xem là nó bảo là mình sẽ làm nạp những cái này vào thì nó sẽ mình sẽ được cái quà như thế này, chứ không phải là mình nhận cái gì cả. Còn cái này là gì? À, đây là trang bị của mình. À, đây là tăng cái cấp của trang bị của mình. Khi cái đôi giày này của mình cộng thêm với cả cái đống tiền vàng này, chúng ta sẽ ra một được một cái đôi giày mới với cái sức mạnh tăng lên. Cái này thì là gì nhỉ? Cái này mình chưa cho mọi người xem này. Đây là hệ thống pháp bảo nhé mọi người. Đây là hệ thống pháp bảo thì chúng ta mới xem được một cái thôi. Cái thứ hai là cái 91 này, mình nghĩ là level 91 thì mình mới có thể xem được tiếp. Chưa xem được gì cả.
Đấy, chúng ta cũng có thể tăng cấp cho pháp bảo của mình. Như vậy là điểm qua thì nó sẽ có trang bị này, cánh này, pháp bảo này, thú cưỡi này, thú nuôi này. Đấy, từng đấy cái là anh em sẽ phải nâng cấp rồi rèn luyện rồi kiếm các nguyên liệu để chế tạo rồi đủ kiểu cho năm cái thứ đấy. Chỉ riêng năm cái đấy thôi đã đủ làm cho anh em mệt nghỉ để chơi cái tựa game này rồi. Cho mình nhận được 20 cái đống tiền vàng này này. Mới được 20 thì ăn thua khỉ. À, mình được tăng lên VIP 1 rồi đây này. Rồi mình được tăng lên VIP 1 rồi anh em ạ. Game nó cho mà miễn phí anh em tăng lên được VIP 1. Chúng ta sẽ xem còn cái gì ở trong này nữa không. Cái này là cái gì nhỉ? Cái này là cái con lúc nãy mình nhấn rồi này. Không hiểu gì luôn. Đây, chúng ta sẽ mở ra được hàng loạt các cái tính năng nữa ở trong này. À, đây là khảm ngọc. Như bao các tựa game khác thì đây là khảm ngọc anh em nhé. Như vậy là anh em cũng sẽ có hàng đống công việc ở trong cái tựa game này mà anh em muốn làm đấy. Nâng cấp được khảm ngọc rồi cường hóa rồi từ trang bị thú nuôi từ cưỡi. Tựa game này nó còn thêm cả cái phần cánh với cả phần pháp bảo nữa. Nên nó rất là nhiều thứ. Chung quy thì về các tính năng thì nó cũng như các cái tựa game nhập vai khác thôi. Nó cũng sẽ có các những cái tính năng kiểu bang chiến các thứ cho anh em. À, riêng cái thủy chiến ấy thì mình nghe thấy cũng bảo là liên server cơ. Liên server luôn chứ không phải riêng server mình ấy. Thì nó cũng sẽ có những cái tính năng giống như các tựa game nhập vai. Anh em nào mà hay chơi tiên kiếm hiệp nhiều thì sẽ biết. Nhưng mà về phần cốt truyện và phần đồ họa, thứ nhất là cốt truyện thì nó khá là mới lạ khi mà nó mang theo cái nhiều những cái nền văn minh khác nhau vào cái tựa game này. Thế còn về phần mình đánh giá cao ở cái phần đồ họa của cái game này, nó khá là đẹp và chi tiết, màu sắc nhã nhặn. Dường như là các cái tựa game bây giờ càng ngày cái đồ họa của nó càng được tăng cao lên ấy. Ngay cả cái con báo này mọi người nhìn thấy cũng rất là đẹp. Ok, từ game này thì mình trải nghiệm cho anh em đến đây thôi. Anh em xem qua thì biết được lối chơi qua với cả đặc biệt là cái đồ họa, âm thanh của cái tựa game này nó như thế nào rồi. Còn những cái tính năng ở đây này, đây là một cái tính năng gì nữa của nó này. Hình như là vượt tháp gì đó đây. Mình nghĩ sẽ là vượt tháp. Chúng ta sẽ vượt từng tầng một và đây sẽ là tầng 1. Khi vượt tháp này, mỗi lần vượt được một tầng thì anh em sẽ nhận được những phần thưởng gì đó mà quan trọng ở trong cái game. Cái này là cái gì nhỉ?
Ok, thế còn những cái chức năng khác thì anh em dần khám phá nhá. Đây, này, gọi là mình vừa đến kết thúc clip thì nó ra cả một đống các cái tính năng này. Mỗi lần anh em lên cái level nó ra cả đống các tính năng luôn. Đây là kiểu đả thông kinh mạch ấy, người sẽ phải đả thông những cái huyệt đạo ở trên người như thế này. Rất là nhiều thứ. Đâu nhỉ? Đây, cả một đống luôn. Ok, sau đó thì anh em chơi thì anh em sẽ trải nghiệm dần lên. Anh em có thể nhìn qua cái kỹ năng của cái bạn áo, cái không phải cái thưa, cái mũi tên này là mũi tên nãy mình cho anh em xem rồi. Đây này, cái màu tím hồng này này, rất là đẹp. Trong nó cũng có con rồng 6-7 con rồng lửa bay lên này này. Cái kỹ năng của cái game này mình đánh giá cực kỳ cao luôn ấy. Thì nó tạo cho rất là bắt mắt, đặc biệt là với anh em thanh niên bây giờ, giới trẻ bây giờ cực kỳ thích chơi luôn. Cái màu sắc nhìn rất là đẹp. Ok, nếu anh em thấy clip hay thì hãy like, share cũng như là đăng ký kênh vừa ủng hộ mình, cũng như là để cập nhật những cái thông tin tiếp theo về cái tựa game này cũng như là các cái tựa game khác mình sẽ làm cho anh em nhé. Mình làm cho anh em rất nhiều các cái tựa game khác nhau và rất ở gần đây ấy, thời gian gần đây rất nhiều những cái tựa game mà vừa mới ra mắt tại Việt Nam hoặc chưa ra mắt thì cũng ở trong kênh mình. Anh em nào quan tâm thì có thể vào cái phần video để xem, thì có rất nhiều game cho anh em chọn. Một lần nữa cảm ơn tất cả mọi người và hẹn gặp lại anh em ở những clip tiếp theo.